Công án của Tổ Đạt Ma. Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua Hưng Chí, họ Sát Đế Lợi, trước tên là Bồ Đề Đa La. Về sau khi đắc pháp nơi tôn giả Bát Nhã Đa La, tôn giả nói: người đối với các pháp đã được thông đạt, Đạt Ma là thông đạt đại nghĩa, nên ta đổi tên cho ngươi là Đạt Ma. Tổ hỏi tôn giả: nên đi nước nào làm Phật sự? Tôn giả nói: ngươi dù đắc pháp chưa thể đi xa, hãy tạm ở Nam Thiên Trúc, đợi sau khi ta diệt độ 67 năm thì nên sang Trung Quốc. Thí đại pháp dược tiếp người thường gắt, chớ nên đi gấp mà có thể trở thành chiến chuyện. Tổ lại hỏi: nước Trung Quốc có bậc đại sĩ Kham làm pháp thí chăng? Ngàn năm về sau có chứng nạn chăng? Tôn giả đáp: chỗ ngươi đi bằng quá, người được chứng quả Bồ Đề chẳng thể kể xiết. Sau khi ta diệt độ hơn 60 năm, nước ấy có nạn tà pháp trôi nổi, người hãy khéo đi hàng phục. Người đến nước ấy chớ nên lưu lại miền Nam, vì họ chỉ ham công nghiệp hữu vi, chẳng thấu lý Phật, dù người đến cũng chẳng thể lưu lại đó đâu. Nghe bài kệ ta đây: giữa đường vượt biển gặp con dê, một mình vắng lặng lén qua sông, đáng tiếc đôi ngựa dưới mặt trời, hai cây quế tươi lâu mãi mãi. Tổ lại hỏi: về sau còn có việc gì không? Tôn giả đáp: 150 năm về sau thì có nạn nhỏ. Nghe kệ sấm đây: trong tâm các tường bên ngoài hung, tăng phòng thiên hạ gọi không trúng, vì gặp độc long sách cỏ tự, khổ gặp chuột con tịch vô cùng. Tổ lại hỏi: về sau thế nào nữa? Tôn giả đáp: 220 năm về sau, dưới tùng lâm sẽ gặp một người đắc đạo quả. Nghe kệ sấm đây: Trung Quốc tuy rập chẳng được khác, càng nhờ con cháu đi dưới chân, gà vàng biết ngậm một hạt cúa, cúng dường mười phương là an tâm. Tổ dân lời dạy bảo siêng năng phục vụ 40 năm, đến khi tôn giả viên tịch mới ra hoàng quá khắp trong nước. Lúc ấy có hai sư, một vị là Phật Đại Tiên, một vị là Phật Đại Thắng Đa. Trước kia là bạn của Tổ, cũng học Thiên Quán Tiểu Thừa với ngài Phật Đà Bạc Đà. Phật Đại Tiên đã gặp tôn giả Bát Nhã Đa La, bỏ Tiểu Thừa hướng Đại Thừa, được mộ và cùng Tổ hoàng quá. Lúc bấy giờ người đời xưng là hai cửa cam lộ, còn Phật Đại Thắng Đa lại chia môn đồ thành sáu tông: một, Thượng Tướng Tông; hai, Vô Tướng Tông; ba, Tịch Huệ Tông; bốn, Giới Hành Tông; năm, Vô Đắc Tông; sáu, Tịch Tịnh Tông. Mỗi tông mỗi mũi tự ôm chặt kiến dạy của tông mình, tự cho là cội nguồn, triển khai hoàn quá khác nhau. Tổ than rằng: một thầy kia đã lúng chân xuống xịt, lại còn chi ly chia làm sáu tông. Nếu ta chẳng đi phá trượt, thì họ sẽ vĩnh viễn bị trói buộc trong tà kiếp. Nói xong, hiện chút thần lực đến nơi Thượng Tướng Tông hỏi: sao lại gọi tất cả các pháp là thực tướng? Tông trưởng trong chúng là Tát Bà La đáp: nơi các tướng chẳng biết lẫn nhau gọi là thực tướng. Tổ hỏi: tất cả các tướng chẳng biết lẫn nhau, nếu gọi là thực tướng thì lấy gì để xác định? Đáp: nơi các tướng thực bất định, nếu các tướng nhất định thì sao gọi là thực? Tổ hỏi: các tướng bất định gọi là thực tướng, nay ông bất định làm sao chứng đắc? Đáp: ta nói bất định chẳng nói chứng các tướng, khi nói chứng các tướng thì nghĩa ấy cũng bất định vậy. Tổ hỏi: ông nói bất định tức là thực tướng, định nếu bất định tức vi thực tướng. Đáp: định là bất định tức vi thực tướng, vì biết ta phi ta là vô ngã, nên bất định bất kiến. Tổ nói: này ông bất biến sao gọi thực tướng, nếu biến thì biến mất cũng không gọi là thực tướng. Đáp: bất biến nên tồn tại, vì tồn tại chẳng thực nên gọi biến là thực tướng để xác định nghĩa ấy. Tổ hỏi: thực tướng chẳng biến, biến thì chẳng thực, nơi pháp cửu vô cái nào gọi là thực tướng? Tát Bà La trong tâm biết Tổ là thanh sư, đã bố xuống nghĩa lý, liền dùng tay chỉ hư không rằng: đây là hữu tướng của thế gian, vì có thể không, nay thân ta được giống không này chắc. Tổ nói: nếu thấu thực tướng thì thấy phi tướng, nếu liệu phi tướng sắc ấy cũng vậy, khi ở nơi sắc chẳng mất bản thể của sắc, ở trong phi tướng chẳng ngại sự có, nếu thấu hiểu như thế ấy gọi là thực tướng. Họ nghe xong tâm ý khai mở, khâm phục lễ bái tín thọ. Tổ thình lình biến mất, rồi đến chỗ Vô Tướng Tông hỏi: ông nói vô tướng làm sao chứng tỏ? Trong chúng có ông A La Đề đáp: vì tâm chẳng hiện nên nói vô tướng. Tổ hỏi: tâm ông chẳng hiện lấy gì chứng minh? Đáp: ta biết vô tướng tâm chẳng lấy bỏ, đang lúc biết cũng chẳng có kẻ biết. Tổ nói: nơi hữu và vô tâm chẳng lấy bỏ,
cũng chẳng có kẻ biết, thì cái biết thành không? Họ nói, nhập tâm bụi Phật còn vô sở đắc, huống là vô tướng mà muốn biết nó. Tổ hỏi, tướng đã chẳng biết, ai nói hữu vô? Còn vô sở đắc thì lấy gì gọi là tam muội? Đáp, ta nói chẳng chứng nghĩa là chứng vô sở chứng, vì phi tam muội ta nói tam muội. Tổ hỏi, nếu phi tam muội lấy gì đặt tên? Ông đã chẳng chứng vô chứng làm sao mà chứng? Ba La Đề nghe tổ phân tích liền ngộ bản tâm, đảnh lễ với tổ, tạ lỗi sám hối. Tổ thọ ký rằng, ông không bao lâu sẽ chứng quả, nước này có ma nhưng sẽ bị hạnh. Nói xong thình lình biến mất. Tổ đến chỗ Định Huệ Tông hỏi, ông học Định Huệ là một hay là hai? Trong chúng họ có ông Bà Lan Đà đáp, Định Huệ ta đây chẳng một chẳng hai. Tổ hỏi, đã chẳng một hai sao gọi Định Huệ? Đáp, ở định chẳng định, nơi huệ chẳng huệ, một tức chẳng một, hai cũng chẳng hai. Tổ hỏi, lúc một chẳng một, lúc hai chẳng hai, đã chẳng Định Huệ lấy gì gọi là Định Huệ? Đáp, chẳng một chẳng hai Định Huệ năng biết, chẳng định chẳng huệ thì cũng như vậy. Tổ nói, huệ chẳng phải huệ lấy gì để biết? Chẳng một chẳng hai ai định ai huệ? Bà Lăng Đà nghe xong tâm nghi liền tan rã. Tổ đến chỗ Giới Hành Tông hỏi, thế nào là giới, thế nào là hành, cái giới hành này là một hay là hai? Trong chúng họ có một tiền giả đáp, một hai hay một do nó tự sanh, tuân theo giáo điều chẳng nhiễm gọi là giới hạnh. Tổ hỏi, ông nói tuân theo giáo điều tức là có nhiễm, vậy một hai cũng quá, đâu thể nói là tuân theo giáo điều. Cả hai đều chống trái, chẳng theo nơi hạnh thì trong ngoài chẳng rõ, sao gọi là giới? Đáp, ta nói trong ngoài ấy đã biết xong, đã được thâm đạt tức là giới hạnh. Nếu nói chống trái cũng đúng cũng sai, nói đến thanh tịnh tức giới tức hạnh. Tổ hỏi, cũng đúng cũng sai, sao nói thanh tịnh, đã được thông đạt, còn gì trong ngoài? Hiền giả nghe xong liền tự hổ thẹn, tỏ lòng khâm phục. Tổ đến chỗ Vô Đắc Tông hỏi, ông nói vô đắc, vô đắc làm sao đắc? Đã vô sở đắc cũng vô đắc để đắc. Trong chúng họ có ông Bảo Tịnh đắc, ta nói vô đắc chẳng phải vô đắc để đắc, lúc nói đắc cái đắc, vô đắc là đắc. Tổ hỏi, đắc đã vô đắc thì chẳng phải là đắc, đã nói đắc cái đắc, vậy đắc cái đắc đó làm sao đắc? Đắc, thấy đắc là phi đắc gọi là đắc, nếu thấy vô đắc gọi là đắc cái đắc. Tổ nói, đắc đã phi đắc, đắc cái đắc vô đắc, đã vô sở đắc, lấy gì đắc cái đắc? Bảo Tịnh nghe xong bỗng phá lưới nghi. Tổ đến chỗ Tịch Tịnh Tông hỏi, thế nào gọi là tịch tịnh? Ở trong pháp này ai tịch ai tịnh? Trong chúng họ có một tôn giả đáp, tâm này bất động ấy gọi là tịch, nơi pháp vô nhiễm ấy gọi là tịch. Tổ nói, bản tâm bất tịch mới phải nhờ tịch tịnh, nếu vốn là tịnh thì đâu cần tịch tịnh. Họ nói, các pháp vốn không, vì không đã không, vì không đã không nên ở nơi cái không đã không ấy gọi là tịch tịnh. Tổ nói, không không đã không, các pháp cũng vậy, tịch tịnh vô tướng thì cái nào tịch cái nào tịnh? Tôn giả ấy nghe tổ chỉ dạy quá nhiên khai ngộ. Từ đó, sáu tông đều thệ nguyện quy y, nên sự giáo hóa của tổ cùng khắp Nam Thiên Trúc, tiếng tâm gian cả nước Ấn Độ. Trải qua 60 năm, độ chúng sanh vô lượng, sau gặp lúc vua dị kiến, cháu gọi tổ bằng chú, muốn hủy diệt Phật Pháp, tổ thương xót, muốn cứu giới cháu. Khi ấy, sáu tông đều thầm nghĩ, tổ sẽ có cách để cứu vãn pháp nạn. Tổ từ xa, biết ý của các chúng, nên âm thầm búng tay, báo tin cho họ. Sáu tông đều cùng nghe được mà nói, chỉ búng ngón tay này là hiệu báo tin của thầy chúng ta. Rồi đều đến chỗ tổ ở. Tổ nói, nay Phật Pháp có chướng nạn, ai đi diệt trừ? Có ông Tôn Thắng trước kia thuộc vô tướng tâm sinh đi. Tổ nói, ngươi dù biết tài thông minh nhưng đạo lực chưa đủ, lại với vua chẳng có duyên. Thắng không nghe, tự đến chỗ vua dị kiến trọng thuyết pháp yếu. Vua nói, cái pháp của ông hiểu biết đó hiện nay ở đâu? Thắng nói, nhưng sự thống trị giáo hóa của nhà vua là hợp với đạo vua, vậy hiện nay đạo vua ở đâu? Vua nói, đạo của ta sẽ trừ tà pháp, pháp của ông sẽ hạ một người đạo. Lúc bấy giờ tổ đang ngồi trên tòa, đã biết trước lý của Tôn Thắng sẽ thua, bảo Ba La Đề rằng, Tôn Thắng chẳng nghe lời ta, đi biện luận với vua sắp thất bại rồi, người hãy mau đi cứu.
Ba La Đề nói: xin nhờ thần lực. Nói xong, có đám mây đỡ chân đưa đi gặp vua. Vua đang hỏi Tôn Thắng, chợt thấy ngạc nhiên, quên hỏi tiếp mà nhìn Ba La Đề nói: kẻ bay trên không đến là chánh hay là tà? Đề nói: ta chẳng phải chánh tà, mà đến đây để chánh lại cái tà. Tâm vua nếu chánh thì ta chẳng tà chánh. Vua tuy cảm thấy kinh dị, nhưng tánh kiêu mạn đang lúc bừng bừng, liền ra lệnh đầy Tôn Thắng đi xa. Ba La Đề nói: vua đã có đạo, sao lại đầy Sa Môn? Ta dù không hay, xin vua cứ hỏi. Vua giận mà hỏi: thế nào là Phật? Đề đáp: kiến tánh là Phật. Vua hỏi: sư kiến tánh chăng? Đề đáp: ta kiến Phật tánh. Vua hỏi: tánh ở chỗ nào? Đề đáp: tánh ở nơi tác dụng. Vua hỏi: là tác dụng gì? Này ta chẳng thấy. Đề đáp: hiện đang tác dụng, vua từ chẳng thấy. Vua hỏi: nơi ta có chăng? Đề đáp: vua nếu tác dụng thì đâu có nơi nào chẳng phải Phật tánh. Vua nếu chẳng dụng thì thể cũng khó thấy. Vua hỏi: nếu khi đang dụng có mấy chỗ xuất hiện? Đề đáp: nếu khi xuất hiện sẽ có 8 chỗ. Vua nói: 8 chỗ xuất hiện nào, nói cho ta nghe. Ba La Đề liền thuyết kể rằng: nơi thai là thân, ra đời là người, nơi mắt là thấy, nơi tai là nghe, ở mũi là người, ở miệng đàm luận, ở tay cầm lấy, ở chân đi đứng, hiện khắp bao gồm hằng sa thế giới, thu nhiếp lại ở trong hạt bụi nhỏ, kẻ nhận được biết là Phật tánh, kẻ chẳng biết gọi là tinh hồn. Vua nghe kể xong, tâm liền khai ngộ, sám hối tạ lỗi, nhìn nhận trước kia lập sang. Rồi vua hỏi: sự nói pháp của ai? Đề đáp: Bồ Đề Đạt Ma, tức là chú của đại dương. Vua liền cho cẩn thận nên tiếp tổ đến cung vua, tổ bảo vua sám hối lỗi trước. Vua nghe xong rơi lệ cảm tạ, rồi ra lệnh cho Tôn Thắng về nước. Cẩn thận nói: Tôn Thắng khi bị đày đã gieo mình xuống vực bỏ mạng rồi. Tổ nói: Thắng còn sống, lệnh vua triệu sẽ đến. Ban sơ Tôn Thắng bị đày, tự thấy hổ thẹn, liền gieo mình xuống vực. Bỗng có thần nhân cứu để trên tảng đá. Thắng nói: ta là Bậc Sa Môn, lấy chánh pháp làm chủ, vì chẳng thể sửa cái quấy của vua nên bỏ mình tự chấp. Nay thần sao lại cứu giúp, xin nói rõ nguyên cho. Thần nhân bèn mới kể rằng: xưa thọ đến 100 tuổi, 80 vẫn làm sai, thân cận bậc chí tôn, quân tu mà nhập đạo, tuy có ít trí tuệ nhưng còn nhiều nhân ngã, gặp các bậc hiền thánh chưa nổi lòng cung kính. 20 năm công phu, cái tâm vẫn chưa tỉnh, vì thông minh khinh mạng mà thọ quả như thế. Ngươi gặp vua vị kinh, cảm quả đúng như vậy. Từ nay chẳng giải đãi, chẳng lâu thành bậc trí, chư thánh đều hộ niệm, Như Lai cũng như vậy. Thắng nghe kệ vui mừng, rồi đỉnh tọa trên tảng đá đó. Đến đây sứ thần của vua vào núi triệu về. Khi đó ở trong cung, tổ nói với vua: biết thắng chịu đến chăng? Vua nói: chưa biết. Tổ nói: phải ra lệnh thứ hai mới được. Khi sứ thần đến núi thì thắng từ chối. Quả thực sau đó được lệnh thứ hai mới chịu về. Tổ nghĩ đến việc đông độ Trung Quốc theo như Phật đã thọ khí rằng: 500 năm về sau, ngọn đèn trí Bát Nhã sẽ tỏ ánh sáng nơi đó, nên phó chức đệ tử là Bát Nhã Bậc A La lưu ở Thiền Trúc Hoàng Pháp, rồi tự mình thì sang Trung Quốc. Trước khi khởi hành, ngài tới lễ bái Pháp Chư Tổ, từ giả bạc học và khuyên vua siêng tu hạnh nghiệp, nói: tôi đi 19 năm sẽ về. Tổ đi đường biển trải qua 3 năm mới đến Trung Quốc. Dằm năm thứ 7 niên hiệu Bổ Thông đời Đức, là ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Lúc ấy, châu trưởng Quảng Châu là Tiêu Ngang nghe tiếp cúng dường đủ lễ, trình Nguyễn Văn báo cho Võ Đế. Võ Đế sai sứ thần Ninh Thịnh nhằm ngày 11 tháng 10, tổ đến thủ đô Kim Lăng. Võ Đế hỏi: trẫm từ khi lên ngôi đến nay, cất chùa, in kinh, độ tăng chẳng thể kể xiết, như thế có công đức gì? Tổ đáp: chẳng phải là công đức. Võ Đế hỏi: tại sao chẳng phải là công đức? Tổ đáp: ấy chỉ là cái hiệu quả đời người, là cái nhân hữu lậu, như ảnh tùy hình, dù có mà chẳng thật. Võ Đế hỏi: thế nào là chân công đức? Tổ đáp: tình trí diệu duyên thể từ không tình, công đức như thế chẳng do làm việc thế gian mà cầu được. Võ Đế lại hỏi: thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tổ đáp: rõ ràng vô thánh,
Giả Đế hỏi: Hiện ở trước mặt trẫm là ai? Tổ trả lời: Không biết. Giả Đế không ngộ được. Tổ biết cơ chẳng thế hợp, đến ngày 19 tháng đó âm thầm qua sông đi nước Nguyệt. Ngày 23 tháng 11 đến thành phố Lạc Dương, ngụ tại Thứ Lâm Tự núi Tùng Sơn, suốt ngày im lặng hướng giác tịnh tòa, người đời chẳng biết lại gọi là Bà La Môn Quán Nhất. Việc truyền ghi rằng sau khi Tổ bỏ đi, Võ Đế đem chuyện này nói với Chí Công. Công nói: Bệ hạ biết người này chăng? Võ Đế trả lời: Không biết. Công nói: Ấy là Quan Âm đại sĩ truyền tam ớt Phật. Võ Đế ăn năn, muốn sai sứ thần đuổi theo tỉnh về. Công nói: Đừng nói xa một sứ thần, dẫu cho người cả nước cùng đi thỉnh, ngài cũng không về. Sau này Hiền Sư Duy Ngộ kể chuyện này với chúng rằng: Cái không biết của Võ Đế nói so với cái không biết của Tổ Đạt Ma nói là đồng hay là khác? Đúng thì có giống, phải thì không phải. Phần đông hiểu lầm rằng cái không biết của Tổ Đạt Ma là đáp về thiền, cái không biết Võ Đế đáp câu hỏi của Chí Công là cái không biết thuộc về nhận biết. Đoán mò như thế trọn chẳng dính dáng. Nếu lúc bấy giờ Chí Công hỏi như thế thì cần phải trả lời thế nào? Theo ta thì chẳng bằng một kỵ đánh chết cho xong, tránh cho người ta khỏi suy đoán hồ đồ. Có tăng thần quan ở xứ Y Lạc rộng xem đủ thứ kinh sách, khéo luận lý nhiệm mầu, thường than rằng giáo của Khổng Tử nói về phong tục tế nhạc, sách của Lão Trang cũng chưa đến diệu lý cùng tục. Gần đây nghe nói có đại sĩ Đạt Ma là bậc kiến nhân ở Thiếu Lâm Tự chẳng cách xa, phải đến tham viếng. Bèn đi đến chỗ Tổ tham học, thấy Tổ suốt ngày im lặng hướng dẫn, không một lời dạy bảo, Quan tự thập nghĩ: Người xưa từng trải tóc che sinh, cho đến dặn tiết máu thịt xương tủy để cúng dường cầu đạo, xưa còn như vậy, nay ta tại sao không làm được? Đập đêm trước lớn, Quan đến hầu ngoài cửa suốt đêm. Gần sáng tuyết ngập quá đầu gối, nhưng vẫn đứng yên chỗ đó, một lòng cung kính. Tổ nhìn thấy thương xót hỏi rằng: Người đứng đầu trồng tuyết muốn cầu việc gì? Quan rơi lệ nói: Xin hòa thượng từ bi mở cửa cam lộ rộng độ chúng sanh. Tổ nói: Diệu đạo của chư Phật phải nhiều kiếp siêng năng tinh tiến, hành chỗ khó hành, nhẫn chỗ khó nhẫn mới được, đâu thể dùng tiểu đức tiểu trí khinh tâm mạng tâm mà. Quan nghe lời Tổ khích lệ, liền lấy dao bén tự chặt cánh tay trái để trước bàn Tổ. Tổ biết là pháp khí, nói: Chư Phật ban sơ cầu đạo vì pháp với mình, nay ngươi chặt cánh tay trước ta cầu pháp, ta cũng hứa khảo. Do đó Tổ đổi tên cho Quan là Huệ Khả. Huệ Khả hỏi: Pháp ấn của chư Phật tôi được nghe chăng? Tổ nói: Pháp ấn của chư Phật chẳng do người khác mà. Khả nói: Tâm con chưa an, xin thầy an cho. Tổ nói: Đem tâm lại để ta an cho. Chây lâu Khả nói: Tìm tâm còn chẳng thể đắc. Tổ nói: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. 9 năm sau Tổ muốn về Thiên Trúc, một hôm nói với môn đồ rằng: Thời tiết đã đến, các ngươi hãy tự kể sự sở tác của mình. Có đệ tử đạo phó nói: Theo chỗ thấy của con, chẳng chấp danh từ, chẳng lìa danh từ, ấy là chuyện của đạo. Tổ nói: Ngươi được gia của ta. Ni Tổng Trì nói: Hiểu biết của con như Tôn Giả Thánh Hiền, thấy cõi Phật bất động, một cái thấy vốn đầy đủ, chẳng cần thêm cái thấy nữa. Tổ nói: Ngươi được thịt của ta. Đạo Trực nói: Lưới đại vốn không, mũ ấm chẳng có, chỗ thấy của con không có một pháp để đắc. Tổ nói: Ngươi được xương của ta. Sau cùng Huệ Khả ra lễ bái rồi trở về đứng lại chỗ cũ. Tổ nói: Ngươi được thủy của ta. Rồi Tổ nhìn Huệ Khả mà bảo rằng: Hồi xưa Như Lai đem chánh pháp nhãn phó chúc cho đại sĩ Ca Diếp, rồi truyền thừa từng đời cho đến thân ta. Này ta có chút cho ngươi, ngươi hãy hộ trì, đồng thời truyền cà sa cho ngươi để làm tinh cho pháp. Khả xin Tổ chỉ dạy cho rõ. Tổ nói: Trong truyền pháp ấn để khế chứng bản tâm, ngoài phó cà sa để xác định tâm vị, vì sợ người đời sau lòng tin chưa vững sinh ra nghi ngờ, nói ta là người Ấn Độ, ngươi là người Trung Quốc, nhờ gì mà đắc pháp, lấy gì để chứng tỏ? Này ngươi thọ nhận y pháp này, về sau có chứng nạn xảy ra, hãy lấy y và kể truyền pháp của ta dùng để chứng minh, thì sự giáo hóa sẽ vô ngại. 200 năm sau, khi ta nhập diệt,
phải ngưng sự quyền đi. Về sau, chánh pháp cùng thấp pháp giới, kẻ biết đạo thì nhiều, kẻ hành đạo thì ít, kẻ thuyết lý thì nhiều, kẻ thấu lý thì ít. Này ngươi chuyển dương pháp này, chớ khinh người chưa ngộ. Hãy được một niệm trở về khôi nguồn, thì đồng với bản đất, sự âm thầm mặc chứng sẽ buông buông kẹt kẹt. Hãy nghe ta nói kệ đây. Ta đi đến đất này, truyền pháp cứu người mê. Một bông nở năm cánh, kết quả tự chứng thành. Tôi lại nói, ta có kinh Lan Già bốn quyển, này giao phó cho ngươi, dùng để ấn chứng hậu học. Ấy là tâm địa hiếu môn của Như Lai, khiến các chúng sanh khai thị ngộ nhận. Từ khi ta đến đất này, đã bị đầu độc năm lần. Ta đem độc để trên tảng đá, thì tảng đá nổ bung. Ta lìa Ấn Độ đến Trung Quốc, là vì thấy đất này có khí tượng đại, nên dược biệt, vì pháp cầu dịch. Vì nhân duyên chưa đến, nên thị hiện ngu dại, hướng nhất chờ đợi. Này được ngươi để phó pháp, thì ý ta đã thỏa mãn. Nói xong, cùng môn đồ đến chùa Thiên Thắng ở Vũ Môn, lưu tại đó 3 ngày. Có thái thú Kỳ Thành tên Dương Huyền Chiến hâm mộ bậc thừa, hỏi tổ rằng: ở Tây Thiên Ấn Độ, sự truyền thừa làm tổ là thế nào? Tổ nói: thấu tâm tông, thiệt tông của Phật, hạnh giải tương ưng, ấy gọi là tổ. Lại hỏi: ngoài ra còn có gì nữa? Tổ nói: cần tinh tự tâm bất nhị, chẳng có tương đối, nên đối với các pháp chẳng chấp hữu chung, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng trí chẳng ngu, chẳng mê chẳng ngộ, đã được thấu đạt nên xưng là tổ. Nguyên Chi nói: đệ tử quy y Tam Bảo đã nhiều năm mà chỉ về ám muội còn mấy chân lý, vừa nghe sư nói vẫn chưa biết rõ, xin sư từ bi khai thị tông chỉ. Tổ biết Nguyên Chi khẩn thiết, liền thuyết kệ rằng: cũng chẳng thấy ác mà khinh chê, cũng chẳng thấy thiệt mà khen ngợi, cũng chẳng xa ngu mà cực trí, cũng chẳng bỏ mê mà lấy hồn. Đại đạo thì siêu việt số lượng, thông tâm Phật thì tự động độ sanh, chẳng trói buộc nơi phàm thánh, siêu nhiên gọi đó là tổ. Quyền Chi nghe kệ bi thì xen nhau mà rằng: sinh sư thường trụ thế gian để quá đạo quần sanh. Tổ nói: ta sẽ đi về, chẳng thể ở lâu. Chúng sanh căn tánh muôn ngàn sai biệt, nên ta phải gặp nhiều u mê làm chướng nạn cho ta, biết trước sẽ bị người đầu độc. Quyền Chi nói: có thể cho biết người nào để đệ tử vị sư trừ được chăng? Tổ nói: ta truyền Phật bí tạng để lợi ích kẻ mê, đâu thể hại người đệ tử đi, ắt chẳng có lý này. Quyền Chi nói: sư nếu không mới ra, làm sao thể hiện sức biến thông quan chứ? Tổ bất đắc dĩ mới cho bài sấm rằng: tuyệt sâm dạch sông ngập, ông đuốc mở khóa dẻ, ngũ cậu cùng đi chung, cửu thập vô nhân cả. Quyền Chi chẳng thể đoán hiểu được, đành lễ bái cáo từ. Lúc bấy giờ, vua nước Ngụy rất kính Phật thừa. Trong đạo có nhiều cao tăng như Quang Thống Luật Sư, Lưu Chi Tam Tạng, vân vân, đều là loa phụng trong hàng cao tăng, mà tư tưởng chủ trương lại trái ngược nhiều với tổ. Đạo phong của tổ truyền đi khắp nơi, kẻ trí thức đều quy tụ lại cầu pháp, làm cho họ sinh tâm ganh tị, đầu độc 5 lần cũng không gây hại được. Đến lần thứ 6, tổ đã truyền pháp cho vị tổ, việc quá duyên đã xong, nên thị hiện trúng độc mà tịch. Môn đồ mai táng tổ trên núi Hùng Nhĩ, xây tháp nơi đỉnh Lâm Từ. Năm ấy, sứ thần nước Ngụy là Tống Nhân từ Xuân Đỉnh biên giới Ấn Độ về, giữa đường thấy tổ tay xách chiếc giày đi nhẹ nhàng như bay. Dân hỏi: đại sư đi đâu vậy? Tổ nói: đi về Thiên Trúc. Dân về kinh tâu chuyện với vua. Khi vua ra lệnh cho môn đồ của tổ đào mã, thì thấy trong quan tài trống rỗng, chỉ còn có một chiếc giày. Vua ban chiếu đem chiếc giày ấy thờ phụng nơi Thiếu Lâm Từ. Đến năm thứ 15, niên hiệu Khai Nguyên Đại Đường, nhằm năm Đinh Mão, vị tín đồ trong đạo ăn trộm đem về Ngũ Đại Sơn, hiện nay đã mất tích.